persons aiding, accompanying, or assisting them, and airport personnel who is required to be present. Địa ốc Cali cùng Tim Hồ xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tim Hồ xin gác hết tất cả mọi chuyện liên quan đến việc mua bán nhà để mời các bạn cùng tham quan khám phá đảo Hawaii, một địa danh du lịch rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Xin mời các bạn cùng Tim Hồ du lịch đến Hawaii. Đến thời điểm tháng 6 năm 2021, mặc dù Hawaii đã khống chế được dịch COVID và gần như đã đạt miễn dịch cộng đồng cho toàn tiểu bang, tuy vậy, để có thể đặt chân đến Hawaii mà không bị cách ly bắt buộc, du khách phải thực hiện các thủ tục xét nghiệm, khai báo và rà soát screening bắt buộc theo quy định của tiểu bang trước khi lên máy bay. Việc xét nghiệm được thực hiện trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước giờ bay, sau đó thực hiện các thủ tục khai báo bắt buộc trên mạng online, trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe cá nhân 24 tiếng trước giờ bay và rà soát các thủ tục trên lần sau cùng ngay tại cửa lên máy bay. Bạn sẽ được cung cấp một vòng đeo tay để các cơ quan quản lý nhận diện cho các khu vực sau đó trong suốt hành trình đến khách sạn nơi bạn đã đăng ký cho hành trình tại đảo. Hi các bạn, Tim Hồ vừa hạ cánh xuống sân bay Hawaii. Trong tiếng của thổ dân Hawaii, xin chào có nghĩa là Aloha. Xin mời các bạn tham quan Hawaii. Quần đảo Hawaii, tiếng Anh Hawaiian Island, đã từng có tên Sandwich Islands, tên tiếng Việt là Hạ Y Di, là quần đảo gồm 19 đảo và đảo san hô, nhiều đảo nhỏ và núi ngầm trải theo hướng Tây Bắc Đông Nam ở vùng Bắc Thái Bình Dương. Đảo kéo dài từ đảo Hawaii ở phía Nam cho tới đảo san hô Kure ở phía Bắc. Tên của quần đảo được lấy theo tên của hòn đảo lớn nhất trong nhóm là Hawaii. Đảo lớn thứ hai là Oahu, đảo thứ ba là Maui. Quần đảo Hawaii tạo thành tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 1959. Vị trí tại vùng Bắc Thái Bình Dương, cách mainland 3.700 km, hơn 5 tiếng đồng hồ bay. Thời tiết tại Hawaii thật lý tưởng. Vào mùa hè từ giữa tháng 4 đến tháng 11, thời tiết ấm và khô. Nhiệt độ trung bình từ 75 đến 88 độ F, khoảng 21 độ rưỡi cho tới 28 độ C. Trong khi vào mùa đông, từ giữa tháng 12 đến tháng 3, thời tiết lạnh hơn, khoảng 68 đến 80 độ F, là khoảng từ 18 cho tới 24 độ C. Những đợt gió mạnh từ đông nam và đông bắc Thái Bình Dương luôn làm cho cảnh vật và con người ở đây trở nên hiền hòa và dễ chịu quanh năm. Cũng chính vì lý do thời tiết đã biến Hawaii thành nơi lựa chọn lý tưởng cho rất nhiều cư dân mainland cư ngụ sau khi nghỉ hưu. Giá nhà tại Hawaii cũng rất đắt đỏ, thậm chí còn cao hơn cả khu vực Orange County. Oahu là đảo lớn thứ ba trong quần đảo Hawaii và là đảo đông dân nhất ở tiểu bang Hawaii.
thủ phủ Honolulu của tiểu bang nằm ở bờ biển phía đông nam của đảo. Tổng diện tích 1545,4 km2, là hòn đảo lớn thứ 20 tại Hoa Kỳ. Hòn đảo là kết quả từ sự phun trào của hai núi lửa riêng biệt là Waianae và Koolau. Chiều dài lớn nhất là 44 dặm, khoảng 71 km và chiều rộng lớn nhất là 30 dặm, 48 km. Toàn bộ chiều dài bờ biển là 227 dặm, khoảng 365 km. Điểm cao nhất là núi Kaala cao 4.003 feet, là khoảng 1.220 m trên mực nước biển. Oahu, hòn đảo này có khoảng 907.210 người, tức khoảng 75% dân số thường trú của tiểu bang. Khoảng 75% những người sống ở đảo là ở Honolulu. Ngày nay, Oahu đã trở thành một thiên đường du lịch và mua sắm với hơn 5 triệu du khách mỗi năm, chủ yếu đến từ lục địa Hoa Kỳ và Nhật Bản, với những kỳ nghỉ trên quần đảo Hawaii và những trải nghiệm về đa dạng văn hóa trên đảo. Điểm dừng chân đầu tiên, Tim Hồ xin mời các bạn đến với Waikiki, thường được biết đến với cái tên Waikiki Beach, là khu vực lân cận của Honolulu về phía nam của hòn đảo Oahu. Waikiki Beach là một trong 6 bãi biển thuộc quận Waikiki, cùng với Queens Beach, Kuhio Beach, Grace Beach, Fort Dirasi Beach và Kahanamoku Beach. Waikiki Beach gần như là đảo nhân tạo. Quận Waikiki bao gồm một số địa danh như sau: công viên Kaviolani, Fort Dirasi, vịnh Kahanamoku, công viên bãi biển Kuhio và vịnh Alawai. Waikiki là thủ đô đầu tiên của Vương quốc Hawaii từ năm 1795 đến năm 1796. Trong những năm 1450, Waikiki từng được chỉ định là thủ phủ của bang Hawaii. Sau đó, khách du lịch đã thường xuyên đến nơi đây nhiều hơn. Vào năm 1901, các khách sạn đã bắt đầu khai trương và đó cũng là lúc Waikiki trở thành một trong các điểm nghỉ dưỡng phải đến khi đi tour du lịch Mỹ. Ngày nay, khi đến thăm thị trấn này thì hình ảnh nổi bật mà các du khách nhìn thấy là hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng với trung tâm mua sắm. Bãi biển Waikiki cũng rất tuyệt vời để du khách bơi lội vì có làn nước mát lạnh, màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Honolulu là thủ phủ của tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Honolulu nghĩa là vịnh kín hay là nơi trú ẩn. Theo thống kê, năm 2004, dân số của Honolulu là 377.260 người và dân số của thành phố và quận Honolulu là 900.000 người. Đây là thủ phủ và thành phố đông nhất của tiểu bang Hawaii. Về mặt địa lý, Honolulu là thành phố cực nam của lãnh thổ Hoa Kỳ. Mặc dù cái tên Honolulu là khu vực đô thị trên bờ biển đông nam của đảo Oahu, thành phố và chính quyền quận được hợp nhất làm một, bao gồm toàn bộ đảo Oahu. Honolulu là một trung tâm tài chính lớn của khu vực Thái Bình Dương và Đại Dương Châu. Vị trí chính trị của Honolulu vốn kế thừa từ năm 1845 khi đây là thủ đô của Vương quốc Hawaii, càng được củng cố khi Hawaii tham gia Liên bang Hoa Kỳ làm tiểu bang thứ 50. Honolulu cũng là trận địa với nhiều di tích lịch sử, đáng kể nhất là cuộc tấn công của đế quốc Nhật vào Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941.
Kalakaua là tên con đường chính của Honolulu, nơi sầm uất bậc nhất, tập trung rất nhiều khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm, dịch vụ du lịch sang trọng và nổi tiếng tại Hawaii. Về đêm, dọc con đường này ngập tràn những nghệ sĩ biểu diễn đường phố thật vui và sôi động. Những bạn thích mua sắm cũng xem nơi đây là thiên đường, vì những sản phẩm ở đây có phong cách chuyên biệt cho người châu Á mà ở mainland không dễ tìm được. Giá cả lại thấp hơn mainland một chút, và đặc biệt, sale tax chỉ 4%, thấp chỉ bằng hơn một nửa so với sale tax của Orange County. Hard Rock Cafe Inc. là một chuỗi các nhà hàng chủ đề được thành lập vào năm 1971 bởi Isaac Tycred và Peter Morden ở London. Năm 1979, quán cà phê bắt đầu phủ lên các bức tường của nó bằng những vật kỷ niệm rock and roll, một truyền thống mở rộng cho những quán khác trong chuỗi. Tính đến tháng 7 năm 2018, Hard Rock International có địa điểm tại 74 quốc gia, bao gồm 185 quán cà phê, 25 khách sạn và 12 sòng bạc. Hard Rock Cafe được biết đến với bộ sưu tập kỷ vật rock and roll. Các quán cà phê thu hút quyên góp kỷ vật âm nhạc nhưng cũng mua một số mặt hàng tại các cuộc đấu giá trên khắp thế giới, bao gồm guitar có chữ ký, trang phục từ các tour du lịch thế giới và các bức ảnh hiếm. Những thứ này thường được tìm thấy gắn trên các tường của quán cà phê. Hard Rock Cafe Honolulu có cách trang trí thật độc đáo, với một tấm trần hình vòm chạy suốt từ cầu thang trệt lên đến khu sảnh chính tầng lầu. Trên đó có treo đầy những loại guitar điện được sử dụng trong suốt lịch sử nhạc rock and roll từ cổ chí kim. Hàng đêm đều có các ca sĩ đến biểu diễn nhạc sống. Quán luôn nhận được sự quan tâm của rất đông đảo khách đến ăn tối và nghe trình diễn nhạc sống. Xin mời các bạn cùng lướt qua Hard Rock Cafe Honolulu của Tim Hồ nhé. Hôm nay Tim Hồ xin mời các bạn đến tham quan bảo tàng Trân Châu Cảng. Nơi đây là nơi đã diễn ra cuộc tấn công của đế quốc Nhật vào nước Mỹ thời điểm năm 1941, khi mà nước Mỹ chưa chính thức
tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai, thì cũng tại vì cái trận đánh lén này của quân Nhật mà nước Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thì như các bạn cũng biết là chiến tranh thế giới lần thứ hai gồm có hai phe đồng minh gồm Mỹ, Nga, Anh và Trung Quốc và một số nước. Còn phe trục thì gồm có Đức, Ý, Nhật và cũng một số nước khác. Thì chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà Mỹ chính thức tham gia vào năm 1941 sau cái trận Trân Châu Cảng này, thì đến năm 1945 với hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, thì nước Nhật, đế quốc Nhật chính thức đầu hàng và kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và chúng ta có thể thấy khu vực này là Harborview, Pearl Harborview là cảnh quan của Trân Châu Cảng. Phía xa xa là chiếc tàu trắng trắng, là địa điểm mà quân Nhật tấn công. Thì trận chiến này là người Mỹ tổn thất rất là nặng nề, là do quân Nhật tấn công đánh úp. Đó cũng là người Mỹ của họ gọi đó là một cái trận đánh của sự ô nhục, là vì đánh lén, quân Nhật đánh lén. Đây là những chiếc tàu ngầm. Đây là Trân Châu Cảng mà chúng ta thường được nghe nói qua sách vở cũng như phim ảnh, những trận hải chiến của đế quốc Nhật đánh vào nước Mỹ, đưa nước Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. We'll be right back.
Hôm nay các bạn sẽ cùng Tim Hồ chinh phục Diamond Head, một khu vực nằm ở rìa phía đông của bờ biển Waikiki, là một nơi mà miệng núi lửa nổi tiếng, là địa danh dễ dàng phân biệt nhất khi đến Hawaii. Diamond Head có tên ban đầu theo tiếng Hawaiian là Leahi, vì về hình dạng nó giống như vây lưng của các người vàng. Về sau, khu vực này được đặt tên là Diamond Head vào năm 1700, khi các thủy thủ Anh đã nhìn thấy những tinh thể canxi lấp lánh trong ánh nắng mặt trời như những viên kim cương. Miệng núi lửa Diamond Head hình dĩa, rộng hơn 190 hectare. Nó đã được hình thành khoảng 150.000 năm trước, trong một lần phun trào duy nhất. Theo như các loại vật chất lắng động lại, cho bụi núi lửa bám vào các tảng đá tạo ra miệng núi lửa. Nó có thể nhìn thấy từ đường mòn trong công viên. Năm 1968, Diamond Head được công bố trở thành địa danh thiên nhiên quốc gia. Hầu hết các thảm thực vật và các loài chim tại đây đã được phát hiện vào cuối năm 1800 cho đến đầu những năm 1900. Miệng núi lửa có đường kính 3.520 feet với một đỉnh cao 760 feet. Khi Hawaii được sáp nhập vào Mỹ vào năm 1898, việc xây dựng cảng quốc phòng đã trở thành mục tiêu hàng đầu. Một trong những pháo đài quốc phòng lớn là Fort Rouge đã được xây dựng trên Diamond Head bởi vì địa thế thuận lợi của nó trong việc quan sát toàn bộ khu vực phía nam của hòn đảo Oahu. Một tầng quan sát được xây dựng tại đỉnh núi lửa vào năm 1910 để quan sát các mục tiêu bên ngoài, và căn cứ chỉ huy được xây dựng bên trong các bức tường của miệng núi lửa. Một đường hầm dài 580 feet được đào xuyên qua thành miệng núi lửa để dễ dàng di chuyển tới Fort Rouge. Diamond Head ngày nay đã trở thành một địa điểm du lịch Hawaii và địa điểm đi bộ đường dài phổ biến. Có một con đường dài 1,1 km dẫn đến mép vành của miệng núi lửa. Các điểm chỉ dẫn trên đường đi thông báo rằng du khách sẽ phải mất từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đi vòng quanh núi để lên tới đỉnh. Mỗi ngày luôn có hàng ngàn lượt du khách ghé thăm Diamond Head. Nếu nhìn từ xa, ngọn núi mơ màng và mờ ảo trong làn sương mỏng vắt ngang lưng chừng núi thật tuyệt đẹp. Hành trình chinh phục đỉnh Diamond Head cũng không quá khó khăn, nhưng các bạn sẽ được một phần thưởng vô giá là được mở rộng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh toàn bộ khu vực thành thị Honolulu County xinh đẹp từ trên đỉnh cao lồng lộng gió biển.
James Strandman Dole thành lập công ty Hawaiian Pineapple năm 1901. Trải qua 56 năm đã hình thành nên công ty đóng hộp trái cây lớn nhất thế giới. Chìa khóa của sự thành công chính là kỹ nghệ đóng hộp nhằm có thể bảo quản được sản phẩm trái thơm trong suốt thời gian dài đến với thị trường đại lục chính. Để có thể tham quan toàn bộ đồng điền, phải mất cả ngày để khám phá mê cung rộng lớn của trang trại. Cùng với chuyến dạo chơi trên xe lửa chạy quanh khu đồng điền, có rất nhiều loại cây hoa lạ và đẹp tại khu đồng điền. Mời các bạn cùng lướt xem Dole Plantation nhé! Các bạn vừa cùng Địa ốc Cali cùng Tim Hồ khám phá đảo Oahu thuộc tiểu bang Hawaii của Mỹ. Thì hy vọng chuyến khám phá này sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều điều hiểu biết về Hawaii, và hy vọng các bạn được nhiều thú vị sau khi xem clip. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ dịch vụ Địa ốc Cali cùng Tim Hồ. Xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.